Cái kinh này nó chỉ tổ đội nhà X. Lại tổ đội nhà tổ họ nhà X, tổ họp anh em nhá. Đây, hôm nay là có 3 con X. 3 con X ZX-MR anh em nhá. 1 2 3. Đây. 3 con ZX-MR đây lượn phối hôm nay là trời vừa mưa anh ạ. Anh em nhìn thấy không? Mưa còn nước kìa, ướt sũng. Giờ sẽ là gọi là đợi ngồi tí đồng cho nó đỡ đỡ thì anh em lượn nhá. Vừa mưa xong thì rất là mát anh em ạ. Bên kia đang hát karaoke thì anh em hơi ồn anh em ạ. Mọi người vô tình quá, hôm nay trời mưa mà không mát. Hát karaoke. Bây giờ anh em đang tập trung khít nối cạc đô không? Hôm nay anh em vừa sắm đống cạc đô xong. Chất thật, tí lại có người chửi nhau cùng rồi. Đấy. À, còn đây là đang học, đang xem YouTube cách kết nối cạc đô. A few moments later. Anh em đi đâu nhỉ? Giờ đi đâu? Nhật Tân à? À được, thằng này có cạc đô nghe to đấy. Nghe được đấy. Nghe gì không? Alo. Hoàng cứt. Hoàng 11 xăng. Hoàng 8 xăng. Alo alo. Alo. Bật nhạc có sao không nhỉ? Sao đâu? Sao đâu? Ok. Hoàng đi được ngày nhá, đi được Phạm Hùng nhá. Cái vũ tân đường nhá. Rồi. Anh em bắt này đi tour chửi nhau được đấy. Đúng không? Anh Vũ nghe được không? À được không? Anh em được đấy, anh em có quạc đô này đi báo chốt được không? Cứ chốt cả là anh em báo nhau. Phạm Hùng dưới ra mà vẫn đồng với anh em nhá. Phong 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 đang nó quay video. Lên đi Hoàng ơi, đường thẳng ra. Tí ra Phạm Văn Đồng thì họ nó không sốc. Kinh ơi. Nghe đồn cả mũ cả kính 39 triệu à. Kinh ơi. Mẹ kinh điển đấy. Cái kính này nó chỉ cái kính đấy, ủi ôi mà tôi đi kinh vãi đấy. Cái kính Lambo này nó chỉ đi ban ngày ấy. À, màu nó lên đẹp nhất. Lên cầu đấy anh em nhá. Có cái cạc đâu là chưa đầy thật.
À, ngày xưa ta đi tự kỷ với nhau đúng không? Rồi, rồi tôi đi về đi, có cái chửi nhau rồi. Tiếp anh em cho mình xin giới thiệu chương game kiếm tiền sang em nhá. Thì đây là con game Captain 68 này anh em. Thì anh em xem có sự kiện gì nào. À, sự kiện cuối tuần này các bạn có tiếp dẫn này. Cùng chờ đón và tham gia để nhận nhiều phần quà lớn này sẽ được bật mí vào lúc 23 giờ ngày 17 14 tháng 7. Ok anh em đều chú ý vào sự, có sẽ có sự kiện vào lúc 23 giờ ngày 14 tháng 7 anh em nhé. Ngoài ra là có sự kiện để chia sẻ liên kết này. Ok. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em cách nạp tiền anh em nhé. Anh em bật vào góc bên phải màn hình này. Đây nó sẽ nạp tiền anh em vào đây này. À, hiện nay nó sẽ hiện ra anh em một bảng anh nạp tiền này, anh em có thể dẫn mình sẽ có rất là nhiều cái nạp tiền luôn này. Mình sẽ có cách nạp tiền siêu tốc, thẻ cào, mobile, robay, viettel bay, robinking, robay đấy anh em ạ, rất là nhiều cách nạp và anh em chỉ là rất là nhanh chóng nhá, nạp 2 phút là có tiền nha anh em. Ok, hiện giờ mình sẽ vào một game nào, anh em nhìn game được không? Nhìn giao diện rất đẹp luôn, là một trong những game đổi thưởng uy tín một hiện nay nha anh em nhé. Ok, thì mình sẽ thử game long hổ nha anh em nhé. Để game long hổ đi, sẽ đặt là vào hổ 300.000 đi. Em đi ăn đầy của anh em nhé, anh em ăn một ngày 200.000 ok anh em nhé. Ok, phải chơi rất là dễ thôi, to ăn anh em ạ, cứ to ăn thôi. Đấy, 6 ăn luôn, rất là nhanh chóng đúng không? Đấy, anh em nhìn tiền cộng này. Đấy, rất là nhanh luôn, ok. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em cách đổi tiền ngoài anh em nhé. Anh em nhìn thấy, anh em ấn vào chung góc đổi tiền nó được thưởng đây này. Ở dưới cùng bên trái màn hình này, anh em ấn vào đây. Hiện nay anh em bảo anh em những cái số khoản ngân hàng mình vào và rút tiền trong 2 phút là có tiền đấy anh em nhé. Ok. Thì đấy là con game này anh em ạ. Anh em nào mà tò mò tham khảo thì anh em sẽ để link ở phần mô tả cũng như quyền lợi cho anh em tham khảo nhé. Ok, còn giờ mình vào video nào. Thằng không hoàng ơi, thằng không hoàng ơi, hoàng ơi, hoàng ơi lên đây hoàng ơi, anh để mày hoàng ơi lên tất à. Chả hiểu cái mày cả, lên đây, lên trước lên anh vui, anh vui. Ấy phải thế chứ. Anh em nào phải được, anh em phải thế chứ. Mạnh mẽ lên anh em. Hoàng ơi, chỗ thẳng Hoàng ơi,
Thôi không ai luôn. Hoang 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 hoang. Thôi không ai luôn. Vi một đoạn đó nhá. Xa xa. Thằng má đi qua đâu. Một đoạn thôi, còn một đoạn còn ngắn thôi. Nhá, vào. Ba nhá. Về số nhá. À, một đấy ạ, một, hai, ba. Ê, dừng ngay, dừng ngay, dừng ngay, dừng ngay, dừng ngay. Tí về tao đăng TikTok. Máy vào đấy không có ô tô đi vào, ô tô mà đi vào đấy thì Hoàng là sinh viên Việt cung luôn. Hoàng nhờ. Vào đấy mà có ô tô vào là Hoàng sinh viên Việt cung luôn. A few moments later. Anh em giờ nó đi ăn đêm nhá. Alo anh em nghe thấy không? Tiết canh nhá, gọi là có món tiết canh nhỉ? Anh em giờ sẽ đi ăn tiết canh nhá. Xe 80 độ. Đây, 80 độ. Ai chả chả. Ai chả được đấy. Sao Hoàng tắp bè cái bô đi, cái bô to thế. Phải đi cái xe vé, bô phải to. Tắp đi Hoàng ơi, ồn quá. Ổn quá anh Hoàng ơi. Trong ngày đi xe hơi ổn nhá. Tiết canh nhỉ. Trứng ăn đêm anh em ạ, lỏng rồi. Em thì biker ăn đêm thôi anh em thấy không? Biker chỉ đơn giản này thôi. Lượn uống nước, lượn về ăn đêm. Kết thúc rẻ lắm, tuyệt vời anh em. Ăn ấm bụng mất, về đi ngủ không? Sắc một ít lên đây à. Đấy. Mời anh em nhá. Mời anh em nhá. Hoàng ăn thử nhé, cảm nhận đi. Kỉnh cũng rau dưa như người lớn nhỉ. Đấy, ai là cắn miếng như người lớn nhỉ. Ai chà, rượu đâu, đấy, rượu vàng đấy. Rượu đâu. Ok, giờ ăn xong rồi là anh em di chuyển nhá. Giờ anh em đi đây. Ui giời ơi. Anh em rồi đi về nhá.
ăn mất cái canh mà gọi cá cái ngõ dậy. Tí thì em về đó, về đó. Đấy em thấy không, cuộc sống bay cơ không? À, đi uống nước rồi đi lựa chán rồi đi ăn đi về đi ngủ rồi các bạn. Hoạt động như hoạt động mà về đêm về đêm ban ngày là không được xuất hiện trên ngoài đường đâu, tại vì nóng lắm. Ok thì anh em ủng hộ mình nhá, anh em thấy hay thì ủng hộ cho mình xin một like, một share và một sub để ủng hộ kênh mình nhá. Có anh em nào có ý kiến hay có ý gì anh em ơi comment rồi dưới cho mình nhá, mình đọc hết anh em nhá. Nên anh em yên tâm nhá, còn bây giờ anh em mình đi về anh em ạ, ăn no rồi dùng rượu say rồi để ngủ thôi. Ok.